Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Đây là chú chó xinh xắn của mình. Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Hiện tại mình đang có mặt tại chào tất cả các bác nhé. Các bác nhu cầu dùng chó săn dáng này, săn dáng săn cầy cáo thì ông anh có hai con này. Đấy, có cả video nhé, nhưng mà hiện tại mình đi đang mưa nên là không test được video. Các bác ai thượng chí mà mua ấy thì trực tiếp liên hệ qua cho em vào số Zalo để em chuyển những video tiếp theo cho. Đực đen này, lông đen tuyền luôn. Mà đuôi vết cũng đuôi chọc trời mà đuôi ngang anh em ạ. Lông khô to nha các bác nha. Các khi cho chắn chỉ tập này, hai con to cao như nhau. Anh em mà ai mua thì nhờ chủ nhận cả cảm nha. Mình định là vào nếu mà không mưa ấy thì có dáng thì mang đi tiết trực tiếp luôn cho anh em, nhưng mà đang mưa rồi thì dáng thì ông anh ở đấy cũng không có nên là không tiết được các bác nha. Đấy, cả em vàng này, em vàng thì đuôi quấn hơi săn cháy một chút, cho nó cũng chỉ vào tận 16-17 cân đổ lại. Đấy, có cả video săn dáng cho anh em nha. Em vàng thì có vẹn như là già hơn một chút. Ở cho xe vậy anh thấy với rồi. Hai em này đuổi cày thì cày mèo đây, cày mèo chuyên là cày mèo thì nó cũng theo hơi cực tốt luôn. Mới viết là hở to này, đầu mới tròn này. Đấy, các bác nhìn này. Chó đen này nhìn trên này hơi màu, nó hơi đen một chút. Ở chào có chỉ tỏ chuột không bao giờ. Chó này là không hăng cắn nhau anh em nhá. Ở đây ông anh là cũng không phải là chuyên môn là lấy chó cắn nhau đâu, chỉ siêu tần chó sang là anh em ạ, nên là không cắn nhau. Ai đủ điều kiện mua là mua hẳn cả một cạc thì ăn chăn nhé nha các bác nha. Một cạc này về là nó có bạn, nó đi rất là ấy luôn. Cả hai con lông khô này, giấy bé nha. Giấy bé này là đi vào rừng thì nó cũng có thể đi áp hơn loại giấy to, mà nó không hay đi tơ nhiều các bác ạ. Chú này chắc từ dùng lên một gì xa giờ ý từ từ bây giờ này. Giờ từ à? Từ không mê quá. Hai chó cũng cao ráo đi đi tốt nha, chân tay chân trước chân sau là không vấn đề nha các bác nha. Chân vẫn thẳng tưng luôn.
Anh em nhìn này, kể cả anh em muốn mang về siêu tần sang thú to là ok, bởi vì là những cái bộ lông đuôi của con vàng mây này là anh em nhìn là anh em biết này. Cái lông đuôi nó là đúng thuộc về hệ chó sang luôn. Lông của nó quá đẹp luôn các bác ạ. Heo rừng thì chưa biết, nhưng mà heo nhà thì sang cực kỳ tốt luôn. Vào chỗ nào có vườn là không nên thả luôn anh em ạ. Em đem này non hơn nhá. Vàng thì còn cỡ 2 tuổi, em đem này là nghe ông anh cũng kể là cũng hơn tuổi thôi. Em làm chút video đây để cho các bác đam mê theo dõi nhá. Nếu mà nhu cầu rồi thì trực tiếp liên hệ qua cho em để em báo lại những giá cả cho anh em. Cả hôm một cần chỉ nó nói lo rồi ngoài lo quyết định chỉ mua đây tôi giá to nên lo là gió mùa này nè cũng giá to nè hai lúc hết là anh nhá, cặp này là cặp chuyên môn về dáng nha anh em, dáng về cải cáo nha. Đấy, cũng khá là đẹp luôn các bác ạ. Là mình đang chở cả lồng ở bên này này, nhưng mà giờ là mình cũng đang muốn đi nhiều chỗ, mình kể cả mình ban đi chăn nữa mình cũng phải bảo anh chuyển ô tô cho đâu, giờ đang mưa mình không chở được về các bác nhé, còn phải đi mấy ngày các bác ạ, đi mấy ngày ở đây, thời tiết ở đây thì mưa mưa kinh luôn, nên là giờ mình không không thể chuyển được các bác nhé. Không thể chuyển được thì ai nhu cầu thì ở cho mình. Bởi vì là dòng đấy, các bác mua là nên mua cái dòng đuôi bông lau này này, đuôi đóng đuôi bông lau luôn anh em ạ. Đấy, lỗ đích của nó là cũng hở ok, con này là nghe kể là con này là heo thì cắm kích thủ luôn. Hôm qua mình vừa xuống này vừa mang đi họ vừa thấy dáng vừa mang đi đuổi dáng về nhá. Nhưng khi em xuống thì đi đuổi dáng thì họ lại mang chó của họ đi dẫn nát hết rồi. Là không mang đi là mưa lại gặp đúng cái trận mưa này nó xong là nó cũng tì, nhưng mà tì mất mùi nên không tì được anh em ạ. Có vẻ là vàng này cũng gọi là kinh nghiệm hơn. Kinh nghiệm hơn một chút bởi vì nó nhiều tuổi hơn. Lần đầu tiên là mình cũng vào trong bạn luôn, bởi vì là mình cũng đi được mấy ngày hôm nay à. Không thời gian để lên bài video để cho anh em đam mê, nhưng mà do là cái mình vào trong này cũng không có mạng anh em ạ. Đi tuyển chó không có mạng. Hôm qua mình chạy từ 6 giờ sáng đến 4 giờ chiều mới đi đến nơi nha các bác nha. 4 giờ chiều đến nơi. Nhanh nha, chó này chạy rất là tốc độ, nhìn bộ chân này anh em biết rồi. Chạy tốc độ. À, có thể như là anh em ai cần thiết thì hãy liên hệ sớm cho em này, đôi bông lau của đẻ lắm anh em ạ. Chó thì khá là nhiều luôn, nhưng mà gọi là mình chụp để quay để cho ưng ý anh em, được con nào thì anh em có thể chọn mà tùy anh em chọn nhé. Mình thì mỗi người là một cái ý riêng, có khi con mình thích thì anh em lại không thích, có anh em thích thì mình lại không thích cơ. Nhưng mà cặp này là nó là một cặp, ai mà đủ điều kiện thì bắt cả cá đi anh em ạ. Đấy. Shoot.
Ai mà không đủ điều kiện mua hai con thì một con đó, ông anh vẫn chuyển nhận lại cho nhá. Hai con thì vẫn, nếu mà mình theo ý của mình thì anh em mà chơi thì nên bắt cả hai con. Hai con là mình đường tái đằng của nó đi là nó mạnh nhất anh em ạ. Khi mình chỉ để nó đi một khách tự đi là nó sẽ đi một mình là sẽ không được vòng xa bằng là đi hai con. Đấy. Ở rừng núi này vẫn có nhiều cầy cáo lắm các bác ạ. Cầy. Đây, cầy mèo đây, anh em vẫn cho đội cầy mèo từ bên Nặng Đá bên này là lên tít trên. Để ăn cơm ăn cơm như này thôi mà ăn tốt lắm anh em ạ. Đấy, cho ăn cháo rồi nha các bác nhé. Lông lá thì anh em phải suy nghĩ rồi. Phải lông lông khô đó nha anh em, lông khô to. Để vàng với đen. Hai con này đều ông anh chọn chó rất là kỹ luôn nhé, còn chọn chó giấy bé thôi, giấy bé tí thôi. Lúc đầu mình nhìn thấy cứ tưởng là chó thiến, nhưng về sau mình xem lại đúng loại chó giấy bé này thì chạy rất là nhanh luôn. Chó của mình ở miền núi là chỉ trang được như này thôi anh em ạ. Trang này mà ăn khá là tốt luôn. Đấy, không được ăn ngon chó ở ngoài nhưng mà vẫn béo, đi khỏe. Về. Chỗ nát nó né hả? Chắc không à? Ô chắc chắc là ô chờ ở sát cổ nó. Em tay cùng này cũng chủ cũng bảo sang rãng là sang bình thường. Nhìn nhưng mà chắc đài sống sẽ mình nhiều rồi chắc đào nó ở xe rồi chắc đài chỉ chỗ nào chỗ đi thế ba chỗ 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 tiền nào chỗ lò tiền ở không à ô cũng tiền đây chỗ tiền lò mới khó chịu rồi. Cả hai con là con cái anh em ạ, mình cứ tưởng là con đực món to mà nhìn cái nanh nó thò ra ngoài. Giờ là trụ đang cung cấp cho anh em chó thịt. Đấy. Em cái này cũng hơi đẹp cái màu lông đỏ anh em nhá. Đây mình đang hiện tại mình đang ở Cao Bằng. Cao Bằng nhá đây. Mình đang Cao Bằng nhá. Lên đây mình chưa chọn được con nào anh em nhé. Mình đang đứng ở đường thì thấy mấy chú chó săn ở đây khá là nhiều. Họ mang đi đến ngày chợ thì họ mang đi bán cung cấp cho xe nhá. Đấy hiện nay là mình đang đang nghỉ ở đây. Cho các bác vào xem, đây vẫn còn một con nữa. Đấy. Con vàng nha. Ui ở đây đến ngày chợ là anh em bán chó cho nhà xe khá là nhiều. Ở đây chó thịt là giá được 70-80 cũng như ở mình thôi anh em ạ. Nhưng mấy chú chó mà họ bán đi này thì mình không tuyển được con nào. Lông lá em này thì cũng ok anh em nhá, nhưng mà đậu thủ là không được đẹp.
Mình thì đặc biệt không chê chó đắt tiền, mình chỉ chê chó xấu thôi. Còn đắt tiền mà chó đẹp thì mình bắt tất anh em ạ. Nhìn xấu á, không được đẹp. Lông lã này không phải chê rồi. Đây biển đây Bắc Cạn nhé, đã Bắc Cạn Cao Bằng ra nhiều. Bắc Cạn mang lên bán tại đất Cao Bằng nha anh em ạ. Chân chê một chỉ bò chơi là rồi giờ đây chơi một chỉ bò chơi là tiền trao thì trời trời tiền sụ sụ cho đấy lỗ to ó xuống tiêu thế mà cũng mình chỉ nhờ cho khán chế ở mình chỉ thông cho nó thà lỡ khán chế ở nó cho nó mà lúc hấp điện cái cho mình gì ờ hả để lúc từ to này chỉ cho liếc lúc cứ hình nó mình chỉ ở lúc không hỏi nhất thì hình nhờ lò chết đó là chỉ đó lò đó là lò chết chỉ đó lò ê các bác mà xem này, em vàng này đầu thủ khá là đẹp luôn nha các bác nhá. Như chưa nhìn thấy cái thân của nó như nào các bác ạ. Tâm hồn của tôi rồi ấy, tụi cho nó chỉ bao lúc chế trong trẻ. Chế mình chỉ mua cho chắc đấy nào. Đấy gì à? Chỉ là hợp biển gãi tròn chứ, cho nó hợp biển là lúa cư trời mà. Ăn chạy rong á. Ăn chạy rong á. Ăn chạy đây nha, rong tiền. Chạy đến chở chống gai chắc chắn thì ăn chạy một chị đây nè. Ăn luôn. Nhớ cần chạy xô một khi chết chánh lò tiền. Bây giờ hỏi rồi. Đó là một cái gì chẳng đâu thì à? Cái cú bảo cái chợ đấy là ở bên nó có cú khi là đấy có cú. Cú chợ là tìm mình chỉ có tức khi là. Ờ. Chợ là vừa là khi chơi thế mà là tan đấy. Ừ. Cú là tan tuôn này. Cú chợ luôn thế này. Cú khi chợ đấy định đo hay. Chỉ này có khi tránh chợ nè. Sợ còn là chờ đi tây hú có nên tôi chỉ tập qua có cả chỉ tập có thôi lúc khán chỉ một tâm thì nhìn cho lo với nhỏ ô cho nằm phải đun chia vờ tự khó mùa chứ khó mùa chỉ giờ họ khó mùa cũng nhìn nhé khó mùa cho nó cho nó này chọn tao với nhỏ
cho em lại đua cho nó. Ta chọc cho ta nè. Khón cho mê nó này giờ. Giờ mê giàn. Ừ. Đất này. Cái xe xay cái gì? Ừ. Đấy là gì? Mà đấy là gì mà mong lại đây mà gì sâu thôi. Mong chỉ vô là ô ý là bọn chân này của tôi giới thiệu tèo bơ ô yo chơi yết 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 cái chết chết đó tớ tớ sao chắc là na lo tiền mày thì cổ tay cột trời xong á chị tay giòn sẽ cột trời hắn cho mày chắc thì khóc khóc leo với thằng sáu với chắc là này sẽ sinh à chắc tao cho chị lo tờ xuân chứ sao khi mà chắc là lo chỉ cho lo thờ lo nhất là lo chỗ nào ô chắc là sản nông rồi chị à ô chả thấy chờ giờ đến nó còn mê luôn yo ô chả có bản chết đến là nó còn chắc chắn nó còn được mê thì à tôi lo họ tôi đang cái một cú lo vớ tôi đã luôn lo chỉ muốn nóng à? Muốn nóng mày mày à? Muốn nóng à? Muốn nóng mày à? Cần chế giống chơi tốt tốt là cho nó không mà tốt tốt thì không mà phải liếc liếc luôn à. Bây giờ nó cho tờ. Chết đấy à? Dạ. Đi đến đi một tòa thì muốn đi giữ chợ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ลูกเก๋าอัดตาแต่เก๋าอัดตอนพ่อตอนนี้เดี๋ยวมาโผล่ผมชอบฉี่เลยเพราะว่าตอนนี้ก่อนใช่ใช่ฉี่กันที่ตอนหมดการลงเสือฉันไปก่อนนี่เนาะฉันไปก่อนนี่เนาะ ก็คุยกันเรื่องสิ่งนี้ยิ่งถึงแม่จ้าต้องจอดเท็จจนเขาได้อยู่ไงเจ้าหลงจอดเนี่ยเจ้าก็หลงจอดเนี่ยพวกก็จอดยักษ์เกลี้ยกุลุนได้ยุ่งจะหาเที่ยงยุ่งสู้หล่อเที่ยงยุ่งจอดเดียว lộ đấy mà nếu con thì cho cái chèo đấy quá nhớ cho tới to là chắc à tu chỉ tốt cho có tại sao mùa sao nữa giờ chợ đấy thằng chợ ấy bị chả lăng kéo lo mà lấy chỉ tao này mà tôi đấy sẽ xanh mà lo giờ thiên mà chắc đấy lớp khi chỉ cả lớp khi chỉ cả này chắc đấy nào mà nhớ cho lỡ khi tí quá cho chỉ tao lỗi hay lò à ừ xong à ô cho cả khóc quá rồi khóc quá đã hay quá khóc quá khóc quá đau đã hay quá cho khóc quá rồi mình chỉ trông chờ thì ô chứ không có đo đá hay tụi chỉ bỏ tụi đấy thôi chả chứ đi chỉ tàu cả mình chỉ sát tàu chùa với nhở bây giờ bỏ chết tàu mình chỉ sát tàu chùa cho tới mình chỉ xây nhiều mùa xem mà nhưng chỉ ở chợ lỗ lỗ lúc chơi lúc to rồi bây giờ đi gì hết ô kìa đi chỉ to thế chỉ to chắc tới nên gì chắc tiền gì cho á ôi ô ôi ô nè đi chỉ to có sợ chắc đấy à chắc đấy nhau cái tông nữa เนี่ยตีอ่ะนี่เนี่ยเจนี่เลยคัดเอาลูกเจนี่ก้อนก่อนดูดูเลยนะตัวนี้ตัวนี้ก้อนก่อนไอ้ที่จริงตีฮะอ่ะก็เนี่ยดีจริงตัวนี้ก็มาเนี่ยล้อไปหยักเป็ดทั้งมาเป็ดตัวล้อตัวเด่นหน่อยอ่ะโอ้ยเด็กขี่จักรมาดีจริงตัวนี้ไล่จักรเลยนะโอ้ยเด็กขี่จักรมา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lại với lại với